Hello anh em, thì hôm nay với số vốn mình có 5 triệu thôi nha. Nhưng mà do lúc nãy giờ mình đánh lên tầm 7 triệu rồi. Và mình thấy khá nhiều anh em hiện nay ấy, hỏi mình câu hỏi đó là sự kiện 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 ấy, thì sự kiện này có ngon không? Đây anh em này, mình sẽ giải thích sự kiện này. Bởi vì do anh em rất nhiều anh em trên game eWin này, nhưng mà anh em không để ý cái sự kiện này. Bởi hiện tại game fake nó rất nhiều, mà các bạn đánh thì không để ý. Cái sự kiện này nó như này, lúc này giờ mình đánh tổng là 19 mê đấy anh em. Thì các bạn nhớ này, sự kiện này đó là ví dụ các bạn hôm nay đánh thì ngày mai các bạn mới được hoàn trả nha. Hoàn trả thắng tua các bạn này. Ví dụ ngày hôm nay mình đánh đó là mình thắng trong ngày hôm nay là 1,6 triệu rồi đấy. Mình thắng cũng khá là ngon đấy anh em ơi. Do là mình được thưởng hoàn trả nạp 400 mấy ấy. Thì với lại là 300, chính gần 300 mấy chứ không phải 400 mấy đâu anh các bạn ơi. Thì các bạn nhớ rằng này, khi các bạn thắng được như thế này thì các bạn nên một điều nhớ này này, nó sẽ hoàn trả từ 23 giờ ngày 28 tháng 4 đến 12 tháng 5 các bạn ơi. Đấy, thì các bạn nhớ tổng hoàn trả cược này, đây. Thì mình lúc này cũng được hoàn trả khá là ngon. Nhưng mà chơi gì anh em phải hiểu rõ nó là nó không hề dễ ăn anh em ạ. Nếu mà dễ ăn thì người nào cũng đánh mà làm giàu này à. Em công nhận điều đó với mình không? Không hề dễ ăn đâu anh em. Thành ra các bạn nhớ rằng là cái sự kiện này chủ yếu nó mục đích là cuốn anh em vào cuộc chơi nữa thôi. Cho nên anh em chơi thì chơi game thì cũng vậy, phải giữ bình tĩnh nha. Hôm nay mình quyết định chơi sóc đĩa đi. Và ngày mai thì mình hoàn trả nợ bao nhiêu thì mình sẽ xem nha. Ôi chà, chặn một chuỗi nha. Thôi mình khoan đặt nha. Ví dụ chặn một chuỗi như này, mình đợi nó sang lẻ một cái là mình sẽ, ví dụ lẻ 3 đỏ thì mình sẽ đặt 3 trắng. Đó là cách chơi sóc đĩa của mình. Và mình chỉ chọn cách đánh của mình chỉ chọn đánh 3 trắng hoặc 3 đỏ thôi nha anh em ơi. Mình chỉ chọn đánh 3 trắng hoặc 3 đỏ thôi. Vì sao mình chọn đánh 3 trắng 3 đỏ, anh em mà xem video lâu của mình ấy anh em sẽ biết rồi. Chọn đánh 3 trắng 3 đỏ thì cơ hội thắng các bạn sẽ cao hơn nha. À 3 đỏ đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chọn 3 đỏ. Bởi vì các bạn 4 lần các bạn chỉ thắng 1 lần thôi. Các bạn đã thắng tất cả trước đó các bạn thua rồi. Nhưng mà cách đánh này chỉ phù hợp đó là anh em ăn non thôi nha. Còn anh em ăn to thì mình chịu rồi anh em ạ. Ăn to thì phương pháp này nó không phù hợp với anh em đâu. Nếu anh em mà cứ ăn to ấy thì mình nghĩ là các bạn đánh phương pháp này chắc chắn trước sau thì các bạn ra đảo thôi. Không có chuyện là nó đâu. Bởi vì ăn thì ai chẳng muốn ăn nó anh em. Nhưng có phải ai ăn được nó đâu, đúng không? Anh em hiểu rằng là game thì thằng nào mà chẳng muốn ăn nó. Nhưng mà ai, có phải ai ăn được nó đâu anh em. Có thể ngày hôm nay anh em ăn được nó rất ngon, nhưng mà ngày mai thua hết là điều rất bình thường à. Không có chuyện gì mà khó hiểu đâu anh em. Quan trọng anh em phải giữ cái bình tĩnh mỗi lần chơi. Thắng cũng phải biết điểm dừng, mà thua biết điểm dừng đó mới gọi được người chơi hay anh em ạ. Chứ còn chơi thắng muốn thắng hơn, thua cứ muốn gỡ bằng được thì điều đó chịu rồi anh em ạ. Vãi đạn kìa, ba đỏ gì ta. Sao ba đỏ nhiều về nhiều vậy nhỉ? Từ 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 nha. 4 lần mình nhìn thắng 1 lần thôi, mình là hòa vốn đấy mà. Mình chỉ mất một số chi phí đạt thôi. Thì ván từ từ thì mình đạt, mình tầm đạt 350 đi. Thì lúc đấy nếu thắng thì mình cũng được hơn tiền phí mà đúng không? Nhưng mà cách đánh này chỉ phù hợp đó anh em giữ được bình tĩnh này và ăn non thôi nha. Và hiện tại nó có sự kiện hoàn trả nạp nữa. Thì cái sự kiện này khá là ngon nữa. Thành hoàn trả, gọi là hoàn trả cược nữa thì các bạn khá là ngon nữa, thì mình nghĩ là cơ hội thắng các bạn sẽ rất cao thôi. Cách đánh tỷ để thắng là mình nói là cao nhất hiện nay ấy. Cách đánh này ấy, rất phù hợp với anh em ăn non nha. Kiếm ăn non mỗi ngày, nhưng mà các bạn phải vốn to nhưng mà ăn nhỏ. Ví dụ các bạn vốn 50 mê, ăn 1 mê mỗi ngày thì quá đơn giản rồi. Nhưng mà hầu như các bạn không làm được điều đó. Bởi vì các bạn đều là có lòng tham anh em. Lúc này giờ mình mất đó là 43.250.000 rồi. Thì bây giờ mình phải đặt mỗi lần 400 đến 500, 500 nha. Thì mình sẽ được 1.500.000. Nhưng mà nếu thua một cái là mình sẽ mất 2.750.000. Thì ván sau nữa mình sẽ đặt phải đặt 1 mê đấy anh em ạ. 1 mê đấy, không phải đơn giản đâu. Đó, 1 mê đấy anh em. Bắt đầu lên 1 mê đấy anh em ạ. Căng không anh em, quá căng luôn đấy. Không phải dễ ăn nó đâu anh em ạ. Nếu mà dễ ăn thì đứa đéo nào nó ăn nó làm giàu rồi anh em. Không dễ đâu. Cho vốn mình hôm nay 7 mê, mình chỉ ăn đó là 1 đến 2 mê thôi. Nhưng mà khó quá đó anh em thấy không. Ví dụ mà anh em mà 7 mê thì anh em ăn 100, 200 thì quá là dễ được. Các bạn chỉ đánh 1 lần 100 thôi ấy, thì khả năng các bạn thua rất thấp luôn. Nhưng mà các bạn không làm điều đó đâu, khó lắm. Lúc này tính ra là thua mất 3.7 triệu đấy anh em. 3.750.000 đấy. Căng đấy anh em ạ, không phải đơn giản đâu. Ván này thua nữa là gọi là mất 5.2 triệu đấy anh em ạ. Quá căng luôn. Trời ơi, nó lại thua nữa kìa. Đen mày ta, thôi đánh ván poker cho
đỡ xui đi. Ôi rồi đỡ xui mà nó lại xui hơn anh em ạ. Tao chịu. Át ra đây bố mày chịu rồi. Ôi thua hết rồi anh em kìa. Trời may ván này không đặt. Ván này đặt thì cũng thua anh em ạ. Ván này đặt thì cũng thua. Từ 300 mình lên lại đó anh em thấy không. Cho nên hên xui chả thể nói trước điều gì được đâu anh em. Có thể hôm nay anh em xui anh em mất hết, nhưng mà ngày mai anh em có thể được lại điều rất bình thường à. Quan trọng nhất đó là phải hên thôi anh em ạ. Vậy đã không hên thì không có cách gì thắng nó đâu. Trời ơi ván này nó thắng kìa anh em ơi. Tiếc vậy ta. Ví dụ vốn mình lúc này mình cứ đánh là mình nghĩ là có thể mình thắng lại đấy. Nhưng mà đó chỉ là nếu thôi anh em. Còn thực tế là đéo có chuyện nếu anh em ạ. Đánh thì thắng là thắng, thua là thua thôi à. Đéo có chuyện nếu lúc đấy mình đánh như này mình đã thắng rồi. Đéo có nếu đâu anh em ơi. Thắng là thắng, thua là thua thôi à. Rồi may ván này mình chưa đặt đấy nhá. Cứ bình tĩnh nha. Tốt nhất là ví dụ anh em có vốn 70 như mình thì các bạn nên là ăn non thôi anh em ạ. Bởi thực ra vốn của mình ban đầu là mình đã nói với anh em mình có 5 mê thôi. Mà trước đó mình đã đánh rồi nhưng mà mình thắng 2 mê rồi ấy. Nhưng mà hôm nay mình đánh đợt 2 đấy anh em. Đợt 1 mình đã thắng rồi. Nhưng mà đợt 2 là mình thấy đéo hên rồi anh em ạ. Hôm trưa mình đánh thì thắng rồi. Nhưng mà tối nay mình đánh nó lại đéo thắng anh em ạ. Đen như vậy chịu thôi chứ biết làm sao giờ anh em ơi. Game mà có thắng có thua thôi chứ. Làm sao biết thế đéo trước được. Thôi bây giờ không gấp lên này nha. Gấp lên 2 mê đấy là ngon to lắm rồi. Thành ra bây giờ mình phải bình tĩnh lại nha. Hôm nay chỉ cần hòa vốn hạ 7 mê lúc nãy là thôi. Là thắng 2 mê thôi đấy anh em. Mà sợ không được ấy. Sợ không được đấy anh em ạ. Không phải đơn giản đâu. Sợ là không được luôn ấy. Không biết được không đây ta. Khó thế. Quá khó luôn anh em ạ. Lúc này 7 mê. Nhưng mà thực ra vốn mình có 5 mê ngày hôm nay thôi. Mà do hôm trưa mình đánh lãi. Là bây giờ lỗ lại rồi anh em ạ. Công nhận là lãi lỗ đéo thì nó trước điều gì anh em nha. Đây này. Nó lại 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 200 này. Mà tổng vốn mình bây giờ 7 mê mà. Trước khi đánh mình quay video này 7 mê mà anh em ơi. Mình chỉ có quay anh em xem cho vui thôi. Chứ mình không bao giờ khuyến khích em đánh bất kỳ con game gì đâu. Bởi nếu mà dễ ăn thì mình nói thật với anh em chứ. Mình bán nhà bán đất mà đánh mà giàu này à. Không dễ đâu anh em. Phái đạn kiểu mình đéo đánh nó lại về. Mình đánh nó lại đéo về anh em ạ. Giống nó. Nó muốn. Kiểu là muốn soi mình ấy nhở. Không công nhận không. Lúc này mình đánh có về đéo đâu. Đây này ngon này. 67 lại nha. Tính ra là đánh kết hợp con game mà. Sóc đĩa và con game poker này mình nghĩ là nó hay ấy. Bởi nhờ poker này mình lên lại. Đây ngon này. Nói chung hên xui thôi chả nói trước điều gì được anh em ạ. Có thể mình kết hợp hôm nay thắng được. Nhưng mà ngày mai thua. Cái quan trọng nhất cái tâm lý nữa anh em ạ. Ngon này 88 này anh em ơi. Biết đâu nói lên 92 rồi đấy. 92 rồi đấy anh em ạ. Căng không anh em ơi. Quá căng luôn đấy nhở. Thôi mình nghĩ là nên nghĩ này đây thôi anh em ạ. Chứ hôm nay sóc điểm nó không hên rồi ấy. Nhưng mà may mình ra đánh poker nó lại thắng lại anh em ạ. Thế là quá là ngon rồi anh em ơi. Nên cho nên nghĩ anh em ơi. Không nên tham nữa. Tham là tí nó còn một cái nịt thôi nha. Bye bye anh em.